bạn quay lại đến channel của Quỳnh Vlog. Thì hôm nay mình dẫn các bạn đi Topgolf ha. Đi kỷ niệm 2 năm chúng mình quen nhau mấy bạn ơi. Đây bây giờ mình quay và vào trong và chơi ha. Thì đây là Topgolf ở Gilbert. Và đây là phía bên trong của Topgolf ha. Thì nó sẽ show cho các bạn giá và hình mấy cái đồ lưu niệm. Và sau khi check in xong thì mình sẽ vào trong, họ sẽ đưa cho mình con số thì mình sẽ đi tìm con số đó ha. Thì đây là tầng thứ nhất. Thì đây thường có 2 tầng để đánh golf. Thì đây là tầng thứ nhất, rất là nhiều người luôn. Thì bây giờ tụi mình đi tìm cái số của mình ha. Lần đây là lần thứ 2 tụi mình tới rồi, cho nên rất cũng rất là thích cái chỗ này, vừa vui mà vừa có đồ ăn rồi có rượu bia rồi đó. Thì khi mà vào đây người ta sẽ hỏi tuổi của các bạn, hỏi ID của các bạn có đủ tuổi để uống bia uống rượu không ha. Nếu có thì nó sẽ có cái tờ giấy gắn vào tay. Và tụi mình xem cái menu có những gì, thì tụi mình cũng đã ăn trước rồi. Mình chỉ ăn giống như ăn nhẹ thôi. Thì sẽ có người phục vụ tới hỏi mình ha. Và đây là khung cảnh của cái Topgolf. Đó, mấy cái ô mà vàng xanh đỏ, đó là cái ô để mình đánh, để mình đạt điểm. Và đây là những dụng cụ ha. Có cái cây đánh golf. Thì ai thích cái nào thì mình chọn cái nấy. Đây, có cái đây là cái hệ thống tính điểm của nó. Mình cái banh sẽ đi từ cái hang kia đi vào đó trên màn hình. Thì bạn nào mà chưa có thành viên á thì mình đăng ký thành viên 5 đồng luôn á, 5 đồng cho mỗi người. Còn không, người nào có cái thẻ rồi mình tới đây thôi, không cần, không sao hết. Thì tới đây người ta sẽ hướng dẫn và mình chuẩn bị đánh nè. Đó, trong khi đánh thì mình quay sơ sơ cho mọi người xem. Thì tại vì nó có nhạc cho nên mình không có nói, giờ mình sẽ nói sau. Thì mỗi khi mà bạn nào chưa đánh thì rất là mắc cười lắm, đánh không có trúng cái banh. Và tụi mình đã order là deep chi, thức ăn đồ này nọ, có uống một chút margarita. Đó, bây giờ tụi mình ăn. Đây là chip với cheese với spinach, lá spinach đó. Rồi với chicken wing. Giờ tụi mình chuẩn bị ăn. Là thức uống của tụi mình, đây là margarita. Thì đây là round 1 ha. Đây là round thứ nhất mình uống. Thì cái này là giống như cocktail, người ta pha chế. Đây là nhiều đường quá. Nó cũng có alcohol nhưng mà nó cũng không phải là mạnh lắm. Mình uống với chanh mình vắt vào uống ha. Thì thường nó có một cái chai bia nho nhỏ để trút ngược vào, nhưng mà bữa nay thì nó không còn làm cái đó nữa, thay vì mình uống cái regular thôi. Đó, và trong khi mình uống thì mình đánh này, thấy cái mình cái này mình tua nhanh ha. Thì mình đánh cũng ok lắm á. Tập 2-3 lần mới được á, chứ không mình tiêu cũng không được đâu. Thì điểm của mình cao hơn điểm của bạn của mình. Đấy. Thì trong khi đánh nó có một cái đường mà vành màu đỏ thì mình không được vào, mình không được đứng gần, để tại vì khi người ta đánh á, cái cần người ta đánh rất là xa nên mình sẽ bị trúng.
Và sau khi đánh khoảng 1 tiếng đồng hồ thì tụi mình vào trong cái bar của nó để uống thêm một lần nữa. Thì vào đây là mình mua giờ là 1 tiếng, 2 tiếng hay 15 phút, 1 tiếng 30 phút gì đó, thì nó có cái tiền giờ, thì mình chọn là 1 tiếng đồng hồ, xong rồi mình sẽ đi lòng vòng xem. Và tụi mình sẽ dừng lại chỗ cái quán bar này để mình uống thêm. Đây là cái quầy bar của Top Golf. Đó, cũng rất là nhìn màu sắc đẹp lắm đúng không? Đó, mình vừa xem bóng rổ rồi mấy cái game á. Thì đây là round thứ hai, tụi mình cùng uống là cocktail, là cocktail dứa với nước cam. Đấy, nhưng cái nồng độ cồn cũng không có cao lắm, nhưng mà đủ để các bạn mà nhị độ thì sẽ say đó mấy bạn ơi. Đây là mình sẽ uống, đây là chuẩn bị là say rồi đó, thấy ngay là say rồi đó. Mình thì rất là nhị, uống 1 đến 2 loại là tê luôn rồi. Đây là lần thứ ba thì tụi mình order cái nước của Topgolf đó. Là mình khi mình order cái này thì mình sẽ nhận được cái ly và hai cái ống hút đó. Đó, các bạn thấy trên màn hình không? Cho nên tụi mình sẽ làm kỷ niệm đó. Đây là mình say rồi đó, lấy thế lầy lầy là say rồi đó. Thôi, cảm ơn các bạn nha đã quan tâm theo dõi video của mình. Chị chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Thank you for watching. Bye bye.